lễ hội Sajanwa còn gọi là cúng thần lúa hay là mừng lúa mới. Đây là lễ hội truyền thống của người dân tộc Chero diễn ra từ ngày 15 tháng 2 đến 15 tháng 3 âm lịch hàng năm. Vào những ngày trời đẹp, đêm có trăng sáng, tại thành phố Long Khánh chiều qua lễ hội đã được tổ chức tại phường Bảo Vinh với sự tham gia của đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phường. Đồng bào dân tộc Chero, thành phố Long Khánh có hơn 5.000 người sống tập trung chủ yếu ở phường Bảo Vinh, các xã Bảo Quang, Bảo Trâm và xã Hàng Gòn. Tín ngưỡng nguyên thủy của dân tộc Chero là thờ đa thần, với quan niệm mọi vật đều có linh hồn. Một trong các thần được người Chero xem trọng nhất là thần lúa, tức Sangva, được cúng định kỳ hàng năm. Lễ vật cúng được dâng lên thần lúa gồm rượu cần, gà, vịt, heo, còn có bánh dày và cơm lam. Tất cả đều thành tâm cầu khấn thần linh, tổ tiên cho một năm mới với những vụ mùa tốt đẹp, cuộc sống an lành. Từ hồi đó là tôi không mà... Mình hàng năm mình cứ làm mùa, làm lúa lên là cứ nhớ đến ông bà tổ tiên mình, cứ thu hoạch lúa xong. Rồi mình mới tổ chức làm những cái lễ hội như vậy. Hồi xưa là tôi làm từ nhà, mà vì như mỗi năm vậy, lớp dịch bệnh rồi lớp hồi trước thì cũng hơi khó khăn, thành ra ít lại. Năm nay bắt đầu dịch bệnh thì nó cũng bớt rồi, giảm rồi, thì tụi tôi mới xúm nhau cùng một làng. Tôi cũng muốn cho con cháu tôi noi gương theo tụi tôi để mà gìn giữ được cái truyền thống của ông bà mình để lại. Trước đó bà con đã hội tụ về khu vực tổ chức lễ hội để cùng nhau làm những món ăn truyền thống của người Chero như làm bánh dày, nấu cơm lam, nấu canh bồi. Song song đó, những thanh niên nam nữ, các em thiếu nhi Chero nhiệt tình tham gia các trò chơi dân gian, kéo co, đẩy gậy, đập heo đất, bắt vịt trong sự cổ vũ nồng nhiệt của mọi người. Đặc biệt tiếng cồng chiêng vang lên dục dã để báo với thần linh, tổ tiên và cho cả dân làng trong ngày hội lớn. Thì nói chung trước tiên qua cái lễ hội này thì với cái đoàn thanh niên như tụi tôi thì cũng nói tiếp cái phần của mấy ông già làng sao, thì cũng học hỏi được chút đỉnh để sau này là cái gì để nói tiếp cùng mấy ông già làng. Thì cũng chúc mừng rất nhiệt địa phương rồi thành phố là cũng tham gia rồi hỗ trợ mọi thứ, thì nói chung làng tộc thì nó cũng sẽ phát khởi nhiều hơn. Ở trên địa bàn thành phố Long Khánh mình thì có được 4 đơn vị, thì trong đó là 3 đơn vị là tổ chức Sajanwa là mừng lúa mới, thì cái được tổ chức là vào tháng 3. Vào tháng 3 là sau cái mùa gặt lúa thì đồng bào là cúng tạ ơn, ý nghĩa là cúng tạ ơn thần lúa. Và Sajanri là ở Hàng Gòn đó là tạ ơn thần rừng. Đó, thì ở thành phố Long Khánh thường được quan tâm của các cấp chính quyền tạo điều kiện, thì cái việc cúng này dần dần được nhân rộng, mở rộng ra, thì được sự hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân tham gia cùng với đồng bào, cho nên là cái lễ hội ngày càng được nhiều người tham gia. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh, thành phố và các đơn vị bạn đã tặng những phần quà có ý nghĩa cho già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc. Trong những năm qua, đồng bào các dân tộc thiểu số được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm, đời sống vật chất tinh thần cũng như việc thụ hưởng các giá trị văn hóa cộng đồng của đồng bào dân tộc được nâng lên, từ đó phấn khởi hơn và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.